Xin chào mừng toàn thể các bác đã đến kênh của Minh Vũ Audio. Hôm nay thì em về được một ít keo dưỡng gân loa hàng cao cấp. Bạn này dùng rất là ok các bác nhé. Các bác thường xuyên theo dõi của kênh Minh Vũ thì các bác sẽ biết được là ngày xưa em cũng có bán những cái dòng keo dưỡng gân, và có một thời gian là nó không không có hàng. Đó, nó không có hàng, mà mặc dù trên thị trường thì những cái loại keo mà màu như này rất là nhiều, nhưng đa số là hàng kém chất lượng, là toàn hàng kiểu là hàng người ta gọi là hàng nhái. Các bác phải biết là cũng là cái keo màu như này, nhưng nó có rất là nhiều loại các bác nhé, nó có rất là nhiều loại. Đó, ngày trước em bán thì em đóng vào cái hộp to hơn đây. Đó, nhưng đóng hộp to quá thành ra là cái nhất là cái chi phí nó cao, và cũng như khi các bác sử dụng cái hộp đấy thì các bác sử dụng không thể hết được đó, mà nó thành ra là nhiều nhiều khi mình để lâu để quên thì nó lãng phí đi, mà thậm chí khi các bác để các bác không chú ý, các bác không bịp chặt vào nhé, thì để lâu dần dần nó sẽ khô vào, nó sẽ hỏng keo. Còn khi cái dòng keo xịn nhé, các bác sử dụng ấy, các bác cứ vặn chặt, khi mà mình không sử dụng nữa mình vặn chặt vào, mình đậy kín vào nhé, thì các bác cứ để mãi mãi đó, nó không hỏng được, trừ khi mình để hở nhé. Đấy, mình để hở nó mới hỏng. Thì đợt này em về không không có nhiều ấy, em đóng cái nọ này nó rất là tiện lợi. Và một nọ như thế này thì chúng ta có thể dưỡng được 10 cặp loa. Đấy, 10 cặp loa bát 30 hoặc là 40. Có nhá. 10 cặp là nó rơi vào tầm 20 quả đấy, 20 cái bát đấy. Đấy. Đây. Và cái nọ này thì em bán chỉ có mấy chục ngàn thôi. Đấy. Các bác mua một nọ này thì các bác về dưỡng những cái đun loa nhà các bác ấy, nó rất là tiện lợi. Đấy. Và chi phí mình bỏ ra nó chỉ có vài chục ngàn thôi, em bán là 60 ngàn các bác nhá. Em sẽ dưỡng thử cho các bác xem. Nó có cái đầu ấy này, vòi này. Để cho cao lên đây, đây nhá. Mọi người để em một tí điều chỉnh cái máy. Keo dưỡng gân loa là gì? Nó giúp cho cái tuổi thọ loa nó được bền hơn, tăng độ bền lên, và nó cải thiện chất âm. Chất âm nó sẽ hay hơn, nó có độ chi tiết hơn về giải bát, trung, chép. Em xin lỗi, về giải bát, giải trung của loa bát, còn chép nó riêng rồi. Thì đây, ví dụ như con loa này, nó là 40, con QN ấy các bác nhá. Đấy, con này thì hãng nó đã dưỡng gân rồi. Đấy. Và màng nó cũng đã dưỡng rồi các bác nhá. Các bác muốn được cái màng loa nó bóng, nó đẹp như thế này thì chúng ta cũng sử dụng cái dưỡng gân như thế này nhé các bác nhé. Đó. Người ta dưỡng những cái dòng loa cao cấp thì thường người ta hay dưỡng kiểu như này để cho nó không bị kia, kiểu là môi trường ẩm nó không bị nước vào, cái thứ này nước nó có vào đây thì nó cũng không bị hỏng các bác nhé. Ở Việt Nam mình thời tiết nó rất là ẩm, nhiều khi mọi người để cái môi trường mà nó bị ẩm nên loa nó rất hay bị gãy màng. Đây, em dưỡng thử cho mọi người không? Đây, một nọ này. Xa xa một tí. Đây nha. Mọi người cứ đổ ít một thôi. Thấy chưa? Không là các bác kiếm lấy cái bàn chải này, ví dụ như là nhà mà chúng ta không có bàn quay quay này thì các bác cứ nhỏ vào đây xong là chải như này này. Đấy. Mọi người lấy cái bàn bàn chải chải như này này. Đấy. Đấy, chải tay như này. Nhưng các bác lưu ý là khi chúng ta bôi nhá. Khi chúng ta bôi ấy, thì chúng ta sẽ bôi đều, xong là bôi một cái lớp mỏng, đừng có cho quá nhiều keo quá. Để làm sao để nó nhiều keo quá thì nó sẽ đọng ở dưới này, có chỗ dày, chỗ mỏng các bác nhá. Ví dụ như em có bàn quay thì em đưa lên đây em quay thì nó rất là đều.
quay rất là đều luôn. Cái keo này của nó là màu trắng nhưng mà tí nó khô lại nhá thì nó sẽ lên cái màu bóng. À, nó không còn cái màu trắng này nữa và rất là đẹp, màu bóng rất là đẹp. Mình bôi như này thì nó sẽ, các bác dùng cái này này hoặc là cái chổi nhỏ nhỏ tí đấy, mình bôi lên như này tí nó sẽ ngấm vào cái gân này đấy, nó sẽ tạo cái độ mềm mại kết dính và đánh ra tiếng nó chi tiết hơn. Và cái nọ này thì mình cũng bán chỉ có 60.000 thôi, 60.000 một một nọ các bác nhá. Các bác dùng một nọ này thì các bác dưỡng gân này, bát 40 này thì cứ dưỡng, gọi là em cứ cho dưỡng thoải mái thì được khoảng tầm 10 đến 15 quả. Nếu các bác cứ dưỡng đi dưỡng lại khoảng tầm 3 4 lần một, một 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 quả bát này nhá. Thì tương ứng với lại nếu chúng ta chỉ dưỡng một hai lần thì cũng có thể được 20 quả. Đấy. Mọi người lưu ý là chỉ bôi cái lớp gọi là đủ, gọi là vừa phải đấy nhá, chứ đừng cho dày quá. Cho dày quá thì nó sẽ gọi là chốc nó sẽ động một cái bên dưới này, nó sẽ gọi là dày cộm lên. Đấy, như đây là vừa nãy em cho nó cũng hơi nhiều này. Em quét gọi là cái chỗ rìa rìa này. Cái bàn chải này nó mỏng quá, kiếm các bác kiếm cái loại nào nó dày dày một tí, kiếm loại nào nó dày dày một tí thì mình bôi mình di thì nó được ấy hơn, nó được bám chắc hơn. Nên các bác không có bàn quay ấy, thì quay lên trên này nó được đều keo hơn và nó ra vành nó đẹp hơn. Đấy, cái này thì để tí nữa nó hơi xe xe lại, xong xong chúng ta lại quét lại lần nữa cho nó lên đều đi đấy là ok. Xong các bác muốn dưỡng lần lần hai ấy, thì để cho nó ok nhất ấy, thì chúng ta có thể để sang ngày mai đấy, để sang ngày mai các bác dưỡng lại một lần nữa thì quá ngon luôn. Dưỡng màng cũng thế nhá, màng cũng vậy nhá các bác nhá. Đấy, dưỡng màng này cũng vậy, dưỡng màng này thì nó tốn keo hơn, thì các bác muốn để cho nó bóng nó đẹp như này thì chúng ta dưỡng một lượt, xong là để sang ngày hôm sau chúng ta lại dưỡng một lượt nữa là nó sẽ bóng đẹp như này các bác nhá. Với 60.000 thôi các bác nhá, anh em là có muốn mua keo về dưỡng gân thì liên hệ cho mình cũng. Khi chúng ta sử dụng xong đấy các bác chưa? Cái nọ này nó em đóng đầy chặt luôn các bác nhé, vừa nhỏ nó đây một dưỡng cả một cái gân bát 40 như này, nó chỉ có mất một tí bên bên trên này thôi. Đấy. Nọ này các bác dùng cứ gọi là thoải mái đi, mua nọ to về nó rất là lãng phí. Rồi em xin chào tất cả các bác nha.